Từ Lâm Tỳ Ni trở ra lộ chính, quẹo phải là về hướng thành phố, còn quẹo trái là đi về phía tây. Đi thêm 20 cây số nữa là đến Ca Tỳ La Vệ Thành. Ngày xưa đây là một ngôi thành lớn của một vương quốc thuộc thị tộc Gotama trị vì. Quốc vương gọi là Tịnh Phạn. Theo sử sách ghi lại thì nước nhỏ này có một chu vi khoảng 1.880 km², dân số độ 180.000 người. Ngày nay ngôi thành hoàn toàn biến thành bình địa. Tuy nhiên đây là di tích lịch sử được thế giới công nhận sau khi các nhà khảo cổ khai quật lại nền cũ và cho xây dựng lại ít lớp gạch để đánh dấu nền cũ lầu xưa, chỉ tượng trưng mà thôi. Vì quang cảnh tiêu điều nên các đoàn hành hương khác ít khi đến đây. Đây là địa điểm động tâm mà không đến cũng uổng cho chuyến đi. Vả lại, tại nơi đây, Hòa Thượng trưởng đoàn đã ban cho chúng tôi một thời pháp nhắc lại nguyên nhân Phật bỏ cung điện đi tu. Cũng nơi này, Thầy nhắc đến ngày tàn của dòng họ Thích Ca. Ở đây là thành phố, là triều đại của Đức Vua Cảnh Thạc Dương. Thì có bốn thành, bốn cửa thành. Ở hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc. Còn hai cửa thành thì còn thành tích, còn hai cửa Nam, cửa Bắc thì nó không có rõ. Còn cái đẹp tướng Tây nè, quý thấy người ta còn giữ thành tích đó. Thì bên kia là Đông, Bắc là một vị. Cái kia chính giữa có cái thành xưa kia, bây giờ nó chỉ còn cái gạch xưa họ giữ lại một số vậy đó thôi. Thường thường những người mà đi hành hương ta không tới đây, ta tới cái chỗ này sáng rồi hấp tấp là đi về, thì đây họ ghé chỉ một buổi thôi. Mà để bỏ hai đêm ở đây vì muốn dẫn vì cái đây để lãnh hội được như thế nào là triều đình của Đức Vua Cảnh Thạc Dương. Vậy chúng ta chỉ thấy Đức Bồ Tát đản sanh ở giữa rừng, giữa ruộng như vậy thôi. Ngài ở đâu, cha ngài ở đâu, mẹ ngài ở đâu mình không biết gì. Ở đây này. Có bên hai bên nghiệp đều và đã, đây là Kapilavatthu đều và đã, đều là tướng của bên ngoài. Thì trên đường từ đây đó đi qua bên ngoài đó thì ngài đi tới giữa đường và Maya Văn Hậu đi tới giữa đường thì hạ sinh đến một khác chỗ hồi sáng mình đi đó, ta lại từ đây đi đó. Theo truyền thống xưa là như vậy, khi người nữ khi gần tới gia sanh đó thường khi có ý muốn đi thăm bên quê ngoại, trên đường bà đi thì bà đáng sanh giữa trời. Để tượng trưng thấy rõ rằng là như thế nào là thiên nhiên. Ngài ở trong ngai vàng, tại sao mà ngài không sanh ở trong ngai vàng, ở trong triều đình mà ngài sanh ở giữa đồng như vậy? Để cho thấy rõ bằng không mình dính mắt chứ đầy sống dính mắt, chỉ có thấy bao nhiêu mình không thấy cái những cái giá trị cao hơn nữa. Vậy cho thấy rằng ngài không có dính mắt cho bụi trần, ngài sống ở đây và tự nhiên ngài sinh ở giữa đồng ruộng như vậy. Mà không phải là đặc biệt trong giây phút mà ngài đáng sanh thân toàn nữa, để khi ngài giác ngộ cũng giữa rừng ở đâu, ở chúng ta sẽ tới và địa độ tràng cũng giữa rừng. Ngài thuyết pháp cũng giữa rừng, rồi cuối cùng ngài nhập niết bàn cũng giữa rừng. Đại tương tư là một giải pháp. Vì vậy khi mà chúng ta đi như vậy, chúng ta tạm nghĩ như thế nào gọi là động tâm. Cái gì mà phát khởi trong tâm chúng ta trong chuyến hành hương này, thì quý vị chụp hình không nhớ để nhớ, và nếu quý vị nhớ thêm nữa, quý vị nhớ tâm của quý vị như thế nào, cái đó là quý vị không quên sự cực khổ đi đường và khó khăn. Nếu quý vị nhìn thấy đời sống khi Đức Phật còn tại thế là khác, ngài là vị vua,
xứ Ca Tỳ Na Phía giàu có, tại sao xứ bây giờ như vậy? Nếu như tưởng tượng 2.000 năm, 2.500 năm thì quá thay đổi đi, quá thay đổi rất là nhiều. Vì mới tới nước Mỹ chỉ có 20 năm, 25 năm mà thì thấy nước Mỹ nó thay đổi. Và chỉ 200 năm thôi, nước Mỹ xưa kia là một cái rừng, vậy một cái dân tộc khác mà chỉ trong vòng 200 năm người ta đi bay, ta đi tới mặt trăng. Như vậy là có một sự khác hẳn giữa 2.500 năm và giữa 200 năm. Và quý vị mới tới đây chưa tới nửa thế kỷ mà đời sống bị khác như vậy, như thế nào gọi là hướng thượng và không hướng thượng. Để quý vị lãnh hội bằng không, chúng ta chỉ là ở trong nhà thì có máy lạnh, là lên xe cũng có máy lạnh, cái gì cũng máy lạnh mất nhỉ. Thì vậy để chúng ta lãnh hội là như vậy đó. Bằng không chúng ta thấy được tại sao mà đi con đường thì mà cực khổ mà xe như vậy mà không có máy lạnh. Đã từng trước khi Đức Phật pháp ngài đi tu về, trước khi giữa rừng người ta nóng người ta quạt thế nào, đó là tượng trưng là như vậy. Người chúng ta lãnh hội rất là nhiều. Đó là bài học như thế nào, bài học mà Đức Phật nói là khổ. À, ban đầu ngài nói khổ trước à, vì ngài nhìn thấy dân chúng. Hồi nào tới giờ Đức Vua Tịnh Thạo Dương giấu, không muốn cho Đức Bồ Tát thấy cái cảnh thiên nhiên. Nếu ngài thấy cảnh thiên nhiên thì con người ta có già đau chết, mà thấy ngài sẽ đi tu. Vì vậy Đức Vua Tịnh Thạo Dương cấm không cho ngài thấy, như thế là ngài già, người bệnh chết không bao giờ thấy nửa cuộc đời. Sau khi 29 tuổi bắt đầu ngài thấy bốn cửa thành nghệ, ngài ra. Rồi khi bốn cửa thành nghệ ra đi, gọi là kinh lý, là kinh lý dân chúng thì đó, ngài giữ mình. Giữ mình cũng như quý vị nhìn nó thấy chỗ đời sống tay là sao đâu đau khổ như vậy. Đức Bồ Tát vì vậy đó ngài mới đi xuất gia. Ngài tu đau khổ như vậy mà làm sao, và người ta đau chết như vậy làm sao ta giải thoát được được cái này này. Và ngài giữ mình á, những người nào mà ngài đang thương, lòng ngài đang thương, nào là thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con. Bây giờ ngài cũng vậy, ngài sẽ chết rồi làm sao? Rồi làm sao cứu ta khỏi chết, cứu người khác khỏi chết? Vì vậy ngài bỏ ngài phải. Vì vậy quý vị thấy ở chung quanh nó ruộng mà đất chỗ này cao, nó tượng trưng đây là cái triều đình, xưa kia là cái Tỳ Lộc Vệ, ở xưa kia. Đó cái Tỳ Lộc Vệ ở phía bên nội. Rồi có cái Tỳ Lộc Vệ nữa ở bên Ấn Độ, quý vị sẽ thấy ngày mai nếu có cơ hội việc để ngang. Cũng bên kia ha, mới tìm ra, đây người ta tìm ra hơn 100 năm, ta phải cái Tỳ Lộc Vệ. Phía bên Đức Vua Tịnh Thạo Dương, còn bên kia Ấn Độ cũng tìm ra, gọi là cái Tỳ Lộc Vệ. Thì chúng ta, người ta giải thích lịch sử là lịch sử chúng ta hiểu thôi. Đó là cái Tỳ Lộc Vệ, bên đây là cái Tỳ Lộc Vệ phía bên nội, bên kia là cái Tỳ Lộc Vệ của chúng tôi là phía bên ngoài Ấn Độ, nói như vậy. Thì mình cũng hiểu như vậy. Rồi có những cái lý khác nữa, nói khi Đức Bồ Tát còn tại thế, Đức Vua Tịnh Thạo Dương ngài cất ba tòa lầu. Khi mùa mưa ngài có một tòa lầu ngài ở, mùa nóng ngài có một tòa lầu ngài ở, mùa lạnh ngài có một tòa lầu ngài ở. Như vậy cái tòa lầu mùa nắng quý vị thấy, nếu mà chúng ta ở Kathmandu lạnh, trời lạnh thì cái đó là sẽ có một tòa lầu ở hướng về Kathmandu là hướng bắc à. Còn mình hướng nam phía bên đây thì trời lại nóng. Vì vậy có tòa lầu cũng như hồi xưa kia đó, người có tiền các bạn thì nhưng có một cái nhà ở Đà Lạt, ở nhà mát ở Đà Lạt. Rồi có một cái nhà nữa gọi là ngoài ấm áp đó ở Bà Rịa. Thì như vậy mình nghĩ lại khi Đức Bồ Tát còn tại thế là như vậy đó. Hồi xưa kia không có máy nóng máy lạnh mà làm sao? Đó gọi là tòa lầu, và nó có ba tòa lầu như vậy. Đó là chúng ta lãnh hội mà tìm hiểu mà sự thật á. Đó là chuyện khác nữa, khi chúng ta sanh trong thời gian đó, chúng ta mới biết được chị. Chúng ta hiểu một phần nào, hồi thế kỷ hơn đây 25 thế kỷ, thì bây giờ chúng ta nghe đó. Như vậy quý vị lãnh hội, thì không có gì nhiều, thì giờ nhiều chị quý vị thấy được như vậy, để được quý vị nhớ. Và nhớ khi quý vị thương hoài bằng chúng mà bắt đầu tâm quý vị không có như nơi nương nhờ, để như mấy cái cảnh này nó diễn ra. À, hiện ra trong tâm trí. Nếu quý vị thấy là bốn động tâm, bốn động tâm thì quý vị bắt đầu cái tâm quý vị cũng như là cái màn nhện vậy đó. À, rồi con nhện ở giữa màn nhện thì nó đụng cho quý vị nó cảm giác được cái tâm trong lúc đó. Không như vậy, tâm tìm cảnh để động thai trong lúc đó chúng ta không gì hết đó. Hoặc là đi bằng tay trắng để lại hết ở thân này, thân bác của trời đất, để đúng tâm
ta mới thấy được cái cảnh này tự nhiên kỳ phúc đó. Chúng ta có thể gọi là bát sanh. Nếu bát sanh sanh thật ở một cõi cao là cõi chư thiên, về ở trung tâm đại nước bàn, ai đi chiêm bái bốn độ tâm người đó hoặc không quên bốn độ tâm người đó thì thân ngoại mạng cũng được sanh nhàn cảnh, nhàn cảnh là cõi trần. Người quý vị có niềm tin, quý vị cố gắng riêng làm tâm vui vẻ. Và khi có trường hợp tâm quý vị không vui, quý vị nhìn lại tâm, tâm ở đâu, tâm ở trong lòng mình, nó khó chịu, khó chịu rồi nhìn cái tâm mình được người đối tượng ở ngoài, nhìn cái tâm mình khó chịu, cái tâm mình khó chịu đối tượng ở ngoài không quan trọng, mà quan trọng là tâm của mình bị động, thì chúng ta nhắm mắt để tâm ở trong tâm. Chúng tôi xin mượn vài chuyện Phật dạy để làm sống lại thành phố này. Cách đây 2500 năm, ở phía bắc Ấn Độ có thể nhìn thấy ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao dịu dợi. Bộ tộc Thích Ca đã dùng Ca Tỳ La Vệ Thành làm trung tâm để xây nên một vương quốc nhỏ. Đây là một câu chuyện của mùa xuân năm xưa. Dương phi của vua Tịnh Phạn ở Ca Tỳ La Vệ Thành là Maya phu nhân trên đường trở về nhà cha mẹ ở thành Thiên Tý để đợi sanh sản. Trên đường đi, đoàn người của Ma phu nhân đã dừng lại ở vườn Lâm Tỳ Ni để nghỉ ngơi. Trong vườn có muôn hoa đang đua nở trăm sắc màu. Trong số đó có một cây bồ đề hoa màu đỏ rất là xinh đẹp. Phu nhân đã hạ sanh Thái tử Cô Đàm Tất Đạt Đa ở ngay dưới gốc cây này, cũng chính là Thế Tôn của đời sau. Theo như kinh điển ghi chép, sau khi Thế Tôn lọt lòng đã bước đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cất cao tiếng hát: trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Trên trời thật là cảm động nên đã giáng xuống những giọt mưa. Bảy bước mà Thế Tôn bước đi, trong đó có 6 bước là 6 đạo, đó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, nhân gian, thiên thượng. Đây là 6 thế giới bị mê hoặc. Còn bước thứ 7 đã vượt qua thế giới mê hoặc, đã thâm nhập vào thế giới đắc đạo. Ma gia phu nhân sau khi sanh xong, tới ngày thứ 7 thì qua đời. Việc dưỡng nuôi Tất Đạt Đa là do người dì Mahama Xá Ba Đề chăm sóc. Tất Đạt Đa văn võ song toàn là niềm hy vọng lớn nhất của cả toàn dân. Nhưng mà tâm tính của Tất Đạt Đa đa sầu đa cảm. Có một ngày, ngài đi theo Vua Tịnh Phạn tới dự một buổi lễ của Tiết Nông Canh. Hả? Con sầu bị chim nhỏ ăn mất, chim nhỏ lại biến thành thức ăn của chim ưng. Nhìn thấy quang cảnh sinh vật tương tàn, Thái tử Tất Đạt Đa mỗi ngày đều buồn rầu không vui, trầm tư suy nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Tất Đạt Đa, phụ hoàng Tịnh Phạn Vương cũng rất là đau lòng. Ngài đã tìm hết mọi cách để khiến cho Tất Đạt Đa vui trở lại. Tới lúc Tất Đạt Đa thành nhân, người đã chọn được công chúa Gia Du Đà La thật xinh đẹp và tiến hành một hôn lễ thật to lớn. Nhưng mà tâm sự của Tất Đạt Đa cũng không mất đi. Có một ngày, Tất Đạt Đa đi ra cổng thành phía đông để quan sát. Hả? Đó là gì vậy? Hình như là một người già. Nè, mau tránh ra! Đừng có hối ông ta. Sẽ có một ngày, ta cũng giống như ông ta vậy, tuổi già sức yếu. Lại có một ngày, Tất Đạt Đa đi ra cửa phía nam. Ngừng xe! Đó là cái gì? Đó là một người bệnh, hình như nó bị bệnh nặng, tướng ông ta đau khổ lắm. Hả? Sẽ có một ngày ta không sẽ bệnh như vậy, phải chịu đau khổ. Lại có một ngày, Tất Đạt Đa lại đi về cửa phía tây. Hả?
Đó là gì vậy? Là đoàn người đi tống táng. Bọn họ đã khi người chết để đi chôn cất. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ chết giống như họ vậy. Chúng ta đều sẽ bị già yếu, bệnh hoạn và sau đó sẽ chết đi. Nghĩ tới việc này, những vui vẻ ngắn ngủi trước mắt đột nhiên biến thành đau khổ. Thế gian đã tràn đầy thống khổ. Thật ra ta phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống đây? Cuối cùng, Tất Đạt Đa lại đi ra cổng phía Bắc. Phụ xe. Dạ. Trước mặt gì đó là... Là tu hành giả. Đấy vì cầu đạo, rời khỏi nhà đi vào thâm sơn cùng cốc, là người làm hết mọi cách tu hành, cho nên gọi là tu hành giả. Một hành động thật siêu phàm. Ta cũng muốn rời bỏ nhà giống như ông ta vậy, vì để cầu đạo mà tu hành. Chỉ cần có thể thoát khỏi những đau khổ này, bất luận việc tu hành có đau khổ thế nào, ta cũng cam tâm chấp nhận. Đây chính là câu chuyện của 4 lần xuất du. Kiên trì ý định xuất gia của Tất Đạt Đa, theo như truyền thuyết là vì lần hạnh ngộ này. Không lâu, Thái Tử Phi đã sinh ra một cậu con trai. Thật là một đứa bé dễ thương. Nhưng mà đây lại là chướng ngại của việc cầu đạo của ta. Vì câu nói này, hoàng tử đã được đặt tên là La Hầu La, có nghĩa là chướng ngại. Tất Đạt Đa được 29 tuổi. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cái ngày để thực hiện tâm nguyện của ông ta đã tới. Người hãy giúp ta chuyển cáo lại với phụ hoàng và mẫu hậu, xin họ từ nay về sau đừng lo lắng cho ta nữa. Dạ. Đừng có khóc nữa, Sunny. Cái phương thức sinh hoạt thật sự thuộc về ta, bây giờ mới là bắt đầu. Thái tử à, bảo trọng. Và như vậy, Tất Đạt Đa đã bỏ lại cha mẹ, quốc gia và địa vị thái tử, trở thành một tu hành giả. Dù sao, tại nơi đây, chúng tôi cũng một lần nữa thấy rõ ràng hơn về lời Phật dạy. Những gì có hình tướng là không thật, giống như bọt sóng, như mây trôi nổi mà thôi. Cách đây 2500 năm, ở một nước lân cận Li Bá Nhĩ gần Ấn Độ, có một bộ tộc tên là tộc Thích Ca. Trong nước có một Ca Tỳ La Vệ Thành. Một vị hoàng tử của tộc Thích Ca đã ở trong thành Ca Tỳ La Vệ Thành này, lại rời thành xuất gia để đi tu hành, ngộ đạo thành Phật, thuyết pháp để cứu độ chúng sanh. Đây là câu chuyện của Thế Tôn. Câu chuyện Phật điển, sự xuất gia của U Ba Li. Thế Tôn đã đem theo rất nhiều đệ tử trở về cố hương là Ca Tỳ La Vệ Thành. Năm đó, Thế Tôn đã được 36 tuổi. Nghe nói đây là việc 7 năm sau khi Ngài rời khỏi quê hương. Những cung điện ở trong Ca Tỳ La Vệ Thành đã rất hân hoan để nghênh đón sự trở về của Thế Tôn. Trong ngoài cung điện đã có rất nhiều người không chờ đợi kịp, đã phải tràn ra đường để nghênh đón. Việc của Thế Tôn không có gì mà ta không biết. Cái gì ta cũng biết hết.
Ngài nguyên là hoàng tử của bổn quốc, ở trong thành của quốc vương là Vua Tịnh Phạn, đã cùng với người vợ xinh đẹp là Gia Du Đà La đã sống những ngày ung dung tự tại. Nhưng mà vào 7 năm trước, không rõ vì lý do gì, tóm lại sự việc thiệt là phức tạp. Ây da, đau quá, đau chết đi. Nè nè, cẩn thận một chút nghe không? Ubali, cẩn thận một chút nha. Ây da. Xin lỗi. Người bị mắng đó là thợ cắt tóc Ubali. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vì hắn khéo tay, đã có rất nhiều khách ở trong thành và trong cung điện. Xin hỏi, về sau ông ta thế nào? Thì là 7 năm về trước, ông ta đột nhiên bỏ đi thân phận hoàng tử để mà đi xuất gia. Ông ta đi tới một quốc gia xa xôi ở phương Nam, rồi sau đó trong rừng sâu núi thẳm khổ hạnh hết 6 năm trời. Cuối cùng thì ông ta đã được đắc đạo. Đắc đạo là cái gì? Đó là một bảo vật rất là quý giá. Có được bảo vật đó, những sự khổ não ở trên đời lập tức sẽ được tiêu tan. Phiền não lập tức tiêu tan à? Mọi người đều muốn phần hưởng bảo vật đó, tranh giành để được trở thành đệ tử của Thế Tôn. Bây giờ nghe nói đồ đệ của ông ta đã hơn 1.000 người rồi. Xin hỏi bảo vật đó là hình dạng như thế nào? Có thể nói cho tôi biết hay không? Cái gì? Ông nói cái gì ông cũng biết hết mà. Đúng vậy. Vậy nói cho tôi biết đi. Một bảo vật có thể chia cho 1.000 người thật ra là hình dạng thế nào? Có thể nói tôi biết hay không vậy? Cái này. Cái đó hả? Hay cho dù là ta, thỉnh thoảng có những gì mà ta không biết, đừng làm cho ta mất mặt có được hay không hả? Tiểu quỷ, đừng có làm mất mặt chủ nhân của ta. Dạ xin lỗi. Thế Tôn đã tới. Hả? Bộ râu yêu quý của ta. Người coi, người đã cắt bỏ bộ râu của ta rồi. Dạ xin lỗi, xin tha cho tôi. Không thể tha thứ. Phạt hắn 100 cây, hãy lập tức đánh cho ta. Dạ biết. Ta đã biến thành xấu như vậy rồi. Đừng trách ta, ta sẽ đánh từ từ, như vậy tương đối bớt đau hơn, yên tâm đi hả? Không được. Xin ông hãy đánh mau đi. Mau lên. Nhưng mà như vậy ngươi sẽ đau lắm. Mau lên đi. Bảo vật có thể lập tức giải trừ phiền não. Đi. Tôi cũng muốn hưởng được một phần. Nếu như không thể được nó, ít nhất cũng phải coi một lần. Đi mà. Thật kỳ lạ, rõ ràng không có bảo vật gì. Trên tay của Thế Tôn cầm chỉ là một cái bát bẩn. Nhưng mà... hả? Một khuôn mặt thật là từ bi, một thân hình thật là tôn quý. Nếu như có thể bên cạnh ông ta 3 ngày, dù tôi có chết cũng cam lòng. Ngay trước cửa phía nam của cung điện, Vua Tịnh Phạn đã đích thân ngồi trên ngai vàng ở trên lưng bạch tượng để chờ đợi. Những quần thần và cung nữ ăn bận qua lệ đã xếp hàng để nghênh đón, chờ đợi đoàn người của Thế Tôn đang tới. Hả? Thế tử? Hả? Phụ hoàng đợi con quá lâu rồi. Ê chà, con đã gầy đi. 7 năm nay nhất định đã chịu nhiều khổ cực. Mấy năm nay đã khiến phụ hoàng phải bận tâm, con thật là có lỗi. Bỏ đi, hãy vô trong nghỉ ngơi trước đã. Cả đệ tử của con cũng vào luôn đi. Hãy qua đây. Ubali, hôm nay ngươi không cần đến cắt tóc. Dân xin ông, hãy cho tôi vô đi. Tôi muốn nghe Thế Tôn nói chuyện, được không? Cái gì? Đừng nói chuyện mộng mị, mau cút về nhà đi. Không chịu coi thử thân phận của mình là gì.
Hãy coi lại thân phận của mình. Ubali khi nghe câu nói này không thể trả lời được gì hết. Với thân phận của một người thợ cắt tóc, vào thời đó là thuộc về Thủ Đà La, cũng chính là nô lệ. Thời đó ở Ấn Độ, đại khái chia thành 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, cũng chính là những người chủ tế thờ phụng thần linh. Giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, cũng chính là quốc vương và những quý tộc. Kế đến là Vệ Xá, chính là những người tùng sự sinh sản. Cuối cùng là Thủ Đà La, cũng chính là giai cấp nô lệ dùng để phục dịch cho 3 giai cấp trên. Xuống hơn nữa, còn có những người không được gọi là người, là một tập cầm không được nhận là người. Dân chúng khi sanh ra đã bị quyết định là phải thuộc về giai cấp đó, không thể thay đổi giai cấp của mình nữa. Dĩ nhiên rồi, một người có thân phận giống như tôi đương nhiên không có tư cách để nghe Thế Tùng nói. Nhưng mà tôi muốn nghe. Hả? Là cái gì? Thiệt là ngon ha. Nhìn thấy rồi. Nếu như năm xưa con không rời bỏ cung điện, bây giờ đã có một kế vị, cha đã trở thành chuyển luân vương vĩ đại rồi. Nói phụ hoàng biết, con đối với cuộc sống trong cung đình có gì không vừa lòng? Con đối với cuộc sống trong cung điện không có gì là bất mãn. Hả? Cho nên con mới lo sợ. Con cảm thấy rằng tuổi trẻ và sức khỏe của năm xưa, thậm chí là sanh mạng, cũng sẽ có một ngày bị kết thúc. Sự bình yên chân thật, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Và vì để theo đuổi sự bình yên chân thật đó, cho nên con mới rời khỏi hoàng cung. Lúc mới bắt đầu, con đi khắp nơi để tìm kiếm một người đức cao trọng vọng, cầu xin chỉ dạy, nhưng lại không gặp được một vị thầy nào có thể làm cho con mãn nguyện. Sau đó con tự mình ẩn nhập vào rừng sâu, đã thử hết mọi thứ khổ hình. Trải qua 6 năm, chỉ thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, lại không thấy kết quả gì. Cho nên con đã bỏ rơi sự khổ hạnh vô ích này, rời khỏi rừng cây, đi đến bờ sông Ni Liên Thuyền để tắm gội, được một cô mục nữ cho một chén cháo, khôi phục lại thể lực. Sau đó con đã hạ quyết tâm, ngồi dưới gốc cây bồ đề để khổ hạnh tu dưỡng. Và cuối cùng con đã giác ngộ được chánh đạo. Đạo? Tùng đã nói tới bảo vật đó. Con đã ngộ giác. Tất cả những khổ đau của nhân loại là do chính mình gây ra, bởi vì giữ lấy cái dục vọng của mình. Thì ra không phải là bảo vật. Con càng thâm nhập ngộ đạo, chỉ cần dứt bỏ dục vọng và cố chấp, giải thoát bản thân, có như vậy chúng ta mới có thể có được trong sự bình an vĩnh viễn trong tâm linh. Đợi một lát. Sự bình an của tâm linh, đây có phải là lời nói quý giá hơn bảo vật không? Đúng, ta phải nghe cho rõ ràng mới được. Bên đó hình như có người. Cái gì? Thì ra là con chó. Nè, không được ở lại chỗ này, đi mau đi. Đi mau, đi mau. Tạm biệt. Tạm biệt. Hả? Ôi, cái thằng nhỏ này vào cung hồi nào vậy? Nghe nói ở bên trong đại sảnh của cung điện, Thế Tôn muốn giới thiệu những đệ tử của mình với mọi người trong thành. Nhưng mà phụ vương Du Tịnh Phạn dù sao cũng không được vui trong lòng, bởi vì ông vẫn còn khó chịu với những bộ đồ nghèo nàn của nhóm đệ tử của Thế Tôn. Hả? Cái này còn đệ tử của con hầu như người nào cũng là thân phận cao quý của Bà La Môn. Nhưng mà thật xin lỗi, ai nấy xem ra đều rất là tiều tụy, cái tướng nghèo nàn, lại còn áo quần thật là đơn sơ, quá đơn sơ đi. Cha thấy hay là để cho phụ hoàng tặng cho con và đệ tử con một ít quần áo mới đi. Ý tốt của phụ vương con xin cảm ơn. Nếu mà như vậy, phụ hoàng sẽ xây một tịnh xá ở trong rừng cho con nha ha.
Con một chút xíu cũng không cần những thứ đó. Nhưng mà... Đúng rồi phụ hoàng, công chúa đâu hả? Gia Đu Đà La nghe tin con trở về rất là vui mừng đó. Kết quả hôm nay con đã trở về, nhưng cô ta nói là đã bị chồng bỏ rơi, không có mặt mũi đi nhìn ai nữa, đã tự nhốt mình ở trong phòng rồi đó. Phụ hoàng thấy con hãy tự mình đi coi cổ đi. Dạ con đã biết rồi. Một kiện là thật, ngươi thấy thế nào? Từ trong tộc Thích Ca cao quý của chúng ta, hãy chọn ra một số tinh anh để đi làm đệ tử của thái tử, bao quanh bên cạnh của thái tử để khuếch trương danh thế của thái tử. Ngươi nghĩ thế nào hả? Đây đúng là một chủ ý tốt. Như vậy ngày mai Trần sẽ đi cạo trọc đầu, chuẩn bị phục vụ Thế Tôn. Ngoại trừ Quốc Dương ra thì địa vị cao nhất của tộc Thích Ca chính là của thần, có đúng không? Ngươi đồng ý đi. Bây giờ thần lập tức đi tới mỗi gia đình, kêu họ phái một thanh niên để mà xuất gia trở thành đệ tử của Thế Tôn, vậy mới được. Ý chà, nói thật là hay. Một kiện là thập, ta cảm ơn người đó. Hoàng hôn chiếu vào cung điện mỹ lệ. Thế Tôn và Thế Nhi, Gia Du Đà La, La Hầu La đã xa cách nhau rất là lâu năm. Gia Du Đà La, 7 năm trước ta rời khỏi căn phòng này, rời khỏi nàng và La Hầu La. Nhưng mà đó không phải bởi vì ta không yêu các người. Tình yêu của ta đối với nàng vẫn không thay đổi. Xin nàng hãy thông cảm. Ta nhận thấy bất luận khiến người say đắm thế nào, tình yêu nam nữ chẳng qua chỉ là cố chấp mà thôi, chỉ là mê hoặc, sẽ đem lại phiền não và bi thương. Cái đáng bỏ là cố chấp, cái cần được đó là chánh đạo, cái có được đó là chánh đạo vĩnh viễn bất biến. Nếu như có thể, Gia Du Đà La, xin nàng cũng nên dứt bỏ cố chấp. Hãy cùng với chúng ta vì trong chánh đạo rộng lớn để mà sống. Nàng thấy có tốt vậy không? Thế nào? Qua đây La Hầu La, con đã lớn khôn. Ây da, đã nặng như vậy. Nơi đây là ở ngoài cung điện, Ubali đang ngủ trong nhà của mình. Những thống khổ của nhân loại đều do chính mình tạo ra. Bởi vì khư khư giữ lấy dục vọng của mình, chỉ cần tháo bỏ dục vọng và vật chất, giải thoát bản thân, chúng ta mới có thể có được sự bình an vĩnh viễn bất biến trong đêm. Những lời thật là kỳ diệu. Đúng rồi, trở thành đồ đệ của Thế Tôn thì mới có thể mỗi ngày nghe những lời nói này. Đúng rồi. Ngươi cũng không nhìn lại thân phận của chính mình. Ây à. Thân phận của tôi thấp như vậy, ông ta không thể nào nhận tôi làm đệ tử. Tại sao tôi lại sinh ra với thân phận này? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sáng sớm hôm sau, Ubali đã được trưởng lão Mục Kiền La Thập gọi tới và đã đem đồ nghề cắt tóc ra cửa. Ubali, sao trễ như vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người hãy cắt đi tóc và râu của ta. Hả? Ngoại trừ ta ra, bọn họ cũng vậy thôi. Hả? Mọi người đều phải cạo hết? Đúng vậy, ai ai cũng phải cạo. Thật ra tại sao vậy? Hôm nay ta phải cùng với họ đi làm đệ tử của Thế Tôn đó. Ngươi có biết hay không? Hả?
làm đệ tử của Thế Tôn. Đoàn người của Thế Tôn tối hôm qua đã ngủ ở ngoài rừng ngoại ô, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải đi tới đó. Mau lên, nếu không trời tối đó. Dạ. Tôi không phải nằm mơ chứ? Tôi nhất định sẽ thử xem. Chính là bây giờ. Muốn làm thì chính là bây giờ. Hả? Tại sao người lại khóc vậy? Thấy chúng tôi rời khỏi người đau lòng vậy à? Đó chính là một trong những nguyên do mọi người đều xuất gia đều bỏ đi. Ngày mai tôi dựa vào cái gì để sinh sống đây? Nghĩ tới điều này tôi thật đau lòng. Nói nghe cũng đúng. Các người nghe đây, đem hết đồ vật trên người để lại cho nó. Sau khi xuất gia, những cái thứ này đều không có nghĩa lý gì với chúng ta nữa. Người lấy hết đi vô ba lì. Có như vậy á, nhất là sinh hoạt của người á, sao không có vấn đề? Nè nè, tại sao người lại khóc nữa? Lần này hắn biến thành người giàu có rồi cho nên khóc. Không phải. Lấy đi những thứ này cũng giống như là tôi đã nhặt lên những dục vọng và cố chấp mà các người đã bỏ lại. Những phiền não và đau khổ của tôi ngược lại càng tăng thêm lên. Thật đã xảy ra năng đệ. Thật ra ngươi muốn làm cái gì? Dàn tình các người, dù phải làm phục dịch cũng được, xin hãy cho tôi đi chung. Sau này tôi sẽ tìm cơ hội xin với Thế Tôn nhận tôi làm đệ tử, có được hay không? Dàn tình các người. Ngươi muốn làm đệ tử của Thế Tôn dựa vào người? Một kiện la tập trưởng lão. Ngươi nói bậy cái gì? Không chịu nhìn rõ thân phận của mình là gì? Những người đi theo đều là anh tài gia thế tốt lành của tộc Thích Ca đó. Mục đích là để khuếch trương danh tiếng của Tôn Sư. Nếu như chen vào một tên nô lệ, ngươi nghĩ thử coi, chỉ vì một con chuột nhỏ phá hỏng cả nồi cơm. Quang đường, chúng ta xuất phát. Ngươi hãy đem hết tư trang này mau trở về nhà. Quả nhiên là không xong. Một người có thân phận giống như tôi, không lẽ vĩnh viễn không thể cứu vãn? Không được, không thể bỏ trời sớm như vậy. Tôi vẫn còn cái chiều cuối cùng. Tại sao tôi lại không trực tiếp đi cầu xin với ông ta? Ngươi là Thợ cắt tóc Ubali. Con là người của Ca Tỳ La Vệ Thành. Thế Tôn, con muốn thỉnh giáo một vấn đề. Một kẻ đê tiện giống như con, thật không thể trở thành đệ tử của ngài hay sao? Thế Tôn. Ngươi muốn xuất gia sao? Dạ phải. Con muốn theo ngài đi học hỏi phương pháp để rời khỏi đau khổ và phiền não. Có thể nói cho con biết hay không? Nhưng mà thân phận của con chỉ là thủ đà la, nô lệ. Nếu như không thể trở thành đệ tử thì thành tạp dịch, làm người hầu cũng được. Thế Tôn. Ubali à? Dạ. Nước có thể bị khát, như vậy cũng có người uống vào sẽ bớt khát. Còn có người khác uống vào lại sẽ không bớt khát hay không?
Đây là... Lúc mà ngọn lửa soi sáng trong bóng đêm, có việc một bên thì sáng, một bên thì sẫm tối hay không? Không có. Thuyết pháp mà ta nói cũng giống như nước và ngọn lửa. Đó là không có lấy được thân phận để tuyển chọn đối tượng đâu. Nói như vậy... Ubalia, bắt đầu từ bây giờ, con đã trở thành đệ tử của ta. Hả? Tạ ơn ngài. Ta đưa cho con cái áo cà sa đã được quy định vĩnh viễn đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nha. Hãy học hỏi cho thật tốt, khích lệ bản thân. Thái tử à, tôi đã chiếu theo ước định đem nhiều thanh niên trẻ tới, ngài coi coi. Lần này thanh danh của ngài nhất định sẽ khuếch đại không ít à. Hay à, ở chỗ quan giả này thật là không có được tốt à. Tôi lập tức biểu mọi người chặt cây để xây tịnh xá. Một kiện La Thập. Ngài gọi tôi. Bây giờ tôi cũng là đệ tử của ngài à. Ngài lại trực tiếp gọi tên, có gì không đúng? Áo quần của các người mặc với những người học Phật Pháp mà nói đã quá xa qua. Xin đổi lại những nguồn áo có bên đây. Những bộ đồ này à, ngày ngươi không thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn là sao? Tôi cũng vậy. Trong lúc này, trong lòng Thế Tôn suy nghĩ, những đệ tử mới nhập môn đã quá kiêu ngạo, cho nên quyết định mượn Ubali để làm cho những công tử của tộc Thích Ca bỏ đi cái lòng kiêu ngạo. Nè các đệ tử, bây giờ phải tiến hành nghi thức nhập môn. Các người hãy chiếu theo thứ tự để tới hành lễ với các sư huynh. Ngươi không phải là Ubali hay sao à? Ngươi ở đây làm gì? Ubali đã trở thành đệ tử của ta sớm hơn các người. Nhưng mà hắn là Thủ Đà La đệ tiện à. Còn tôi là trưởng lão tộc Thích Ca, sao lại có thể cúi đầu với cái thứ đồ này à? Làm gì có lý lẽ này? Cúi đầu còn chưa có đủ, nhất định phải giống như khi nãy với những người khác quỳ xuống để hành lễ. Không bao giờ, dù là giết tôi cũng không được. Tại sao vậy? Sự khác biệt của thân phận, tôn quý và đê tiện đều là do những người cao ngạo, các người sáng tạo ra thôi. Dạng vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Dạng vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Làm gì có sự sai biệt? Người không phải do sinh ra mà tôn quý, cũng không phải do sinh ra mà đê tiện, mà là do hành vi và tôn quý, vì hành vi mà đê tiện. Người hãy cúi đầu mà hành lễ với Ubali đi. Nhưng mà hắn là nô lệ. Nô lệ không phải là người hay sao? Tôi... Bây giờ không phải là ngươi đang làm nô lệ cho kiêu ngạo và phiền não hay sao? Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Nhưng mà chỉ có hắn, chỉ có Ubali. Nếu như không có người, ta sẽ không phải bị bất mặt ở đây. Đúng vậy. Điều là lỗi của Ubali đó. Đúng vậy. Lỗi bà. Đủ rồi, Thế Tôn. Quả nhiên con không nên nói lại chỗ này. Thật xin lỗi Ubali. Ubali, ngươi không có sai. Có sai là người của tộc Thích Ca. Sai ở trong cái tâm ngạo mạn của các ngươi. Đã biết rõ là lỗi của mình, các ngươi vẫn không có gì thay đổi hành vi. Đây chính là cái tâm cao ngạo. Và cái tâm cao ngạo này lại chính là căn nguyên đã nảy sinh ra những sự khác biệt như vậy. Hơn nữa cái tâm cao ngạo này cũng đang giày vò các người, làm phiền não các người. Vậy. Này người của tộc Thích Ca, bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo,
đi hành lễ với U Bali đi. Nói như vậy, cái nãy sự phẫn nộ và đau khổ của tôi không phải do U Bali tạo thành, mà do cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành đó. Đây không phải là pháp vô ta nói, mà là vạn vật đều nói, cái thuyết pháp tôn quý nhất. Thì ra là vậy. Nếu như tôi có thể dứt bỏ được cái tâm cao ngạo thì thống khổ và phiền não sẽ lập tức tiêu trừ. Thì ra là như vậy. Thế Tôn, Thế Tôn. Thế Tôn, người giúp ta tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo, cảm ơn người, cảm ơn người, thiệt là cảm ơn người, cảm ơn người. Trong lúc này, đất đai, núi rừng, sông hồ đều đã chuyển động vì cảm động. Trên trời vọng xuống những tiếng hát không ngừng. Sau này, U Bali nỗ lực tu hành, đã trở thành một trong 10 đệ tử của Phật Thích Ca. Ông ta rất tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất cầm giới. Ngoài ra, ở trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện những người như A Nan, Nan Đà, La Hầu La là những đệ tử thật tài giỏi. Tại nơi phế tích này, trước buổi chiều tà, lòng chúng tôi trùng lại. Chúng tôi thấy ngày nào Thái tử ra khỏi thành để thấy sinh và bệnh chết, thấy muôn loài muốn sống phải giết hại tranh đoạt. Chúng tôi thấy rõ hình ảnh giây phút cảm động. Thái tử ngắm nhìn vợ và con rồi lặng lẽ ra đi. Đến khi giác ngộ trở về, chúng tôi thấy một cõi lòng tan nát của người vợ, người mẹ vừa mất chồng suốt 6 năm, rồi bây giờ lại mất thêm con. Nhìn chồng và con trai duy nhất nắm tay đi ra khỏi thành phố, đi về hướng vô định. Tuy nhiên, bà nghe Phật thuyết pháp nên hiểu rõ vô thường hơn. Bà vui lòng trở lại, sau đó cũng tu học để trở nên người đạt đạo, lành thai cho chúng sinh có Phật. Trong khi chung quanh đó, ao quá, đào chung quanh cái thành. Ở chỗ đó nó có một cái hồ rất là lớn. Mà khi xưa này không có sông, do mình thành ra thường thường ta dừa nước bằng cái hồ, bằng nước như bên kia cái mặt đất mình ra biết đó, bên kia là cây sài đó, có một ao một hồ rất là to. Thì chỗ này Đức Bồ Tát này đi xuất gia đó, thường thường nghĩa cần trách đó, luôn luôn là thường hay kêu con ngựa, vì có thể mà gặp Đức Bồ Tát thì không yên đâu. Nhưng mà trong khi đó là ngựa nó êm lặng à. Trong giây phút mà Đức Bồ Tát đi xuất gia, mới vừa ra khỏi thành, Đức Bồ Tát bây giờ đi, thì trong khi đó đi được vừa, con ngựa vừa bay cái về cho thiên, đỡ chân đó, đỡ chân con ngựa đó. Đó là một cái thiên nhiên mình không hiểu được. Đỡ chân con ngựa, sức mạnh của con ngựa cần tắt đó, không ai cởi được, chỉ Đức Bồ Tát sẽ đạt ta. Thì ngài đi trong một đêm tới sáng thì tới sông kêu Anuma. Từ ngày mới cắt tóc, ngày xuất gia cho đó. Thì kia mới giao cái vàng đồ, cái vàng tử đó là làm vua đó, giao cho Sa Nạc nó thu về đi. Tâu vua cha Tăng Dương ta là ta đi xuất gia. Thì trong lúc đó con ngựa thì thấy Đức Bồ Tát đi xuất gia, thì buồn đứng đó, tự nhiên nhìn Đức Bồ Tát thì con ngựa bị hát tắc tự nhiên là đứng tim rồi. Người chết đi sinh như cõi trời. Thì còn riêng Sa Nạc á, sau khi này đi xuất gia thì cũng thành một vị thánh nhân. Thì quý vị hồi trước cũng là cũng nhìn thấy Đức Phật hay là Đại Bác cho chư Tăng này kia đó,
Bây giờ quý vị cũng tái sanh ra lại trong là một người Phật tử, cái niềm tin, niềm tin bây giờ quý vị tới đây là quý vị thấy thấy như thế nào, xung quanh đây thì ở xa xa quý vị mới thấy làng xóm như thế nào. Trong thời đại đó dân chúng đây nó giàu, là giàu không phải nghèo như bây giờ, nhưng 25 thế kỷ giặc giả rồi biết bao nhiêu chiến tranh thay đổi, nào là Hồi giáo, là Ấn Độ giáo đến qua đến lại nghèo, là một cái điều cảnh như vậy. Nhưng chúng ta chỉ nhận thấy lịch sử, qua lịch sử bằng không, chúng ta nghĩ Đức Phật không biết như thế nào, nghĩ gì ở đâu đâu. Đức Phật là một con người như ta, trước Ngài là một vị Phạm Thiên, là một vị trời, trời ở cõi trời, thì các trời trí thức mới biết Ngài giác ngộ, một vị Phật mới thời thượng Đức Bồ Tát giác tặng Ngài, nhận Ngài, Ngài mới xuống tặng. Mà khi Ngài xuống thời gian này, Ngài Ngài sinh trong trong khi mà Ngài ở trong thai bào thì sáng thì là rất khác hơn thai bào của người khác. Mình chỉ có 9 tháng 10 ngày, Đức Bồ Tát là một năm. Ngài sinh ra Ngài biết đi, và biết đi Ngài biết nói, và lời nói của Ngài trở thành sự thật. Vậy Đức Bồ Tát trong kiếp luân hồi, Ngài không biết từ ở đâu, Ngài không tìm ra. Cũng như đất nước đưa gió này, bắt đầu từ nào không có bắt đầu được, làm sao hư không để bắt đầu là không có, không tìm được. Cái đất nào nào không có tìm được, gió không tìm được, như tâm hay biết cũng không tìm ra. Như vậy cái sự luân hồi như trong vòng luân hồi mà Ngài đồng vị Bồ Tát rồi đó, Ngài biết nói đó, chỉ ba kiếp thôi. Một kiếp kia là một Hô Sát Tha, kiếp Tê Mi Giá, rồi một kiếp là Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta Ngài mới đi xuất gia. Như vậy xuất gia Ngài là một người thường, một người phàm, là Bồ Tát. Như thế nào đã là nghĩa của Bồ Tát là giác hữu tình, là một vị có ba la mật cao, tìm con đường giải thoát, người tu trở thành sự thật này được đắc đạo quả. Thì giáo pháp mà chúng ta hiểu, mà khi chúng ta hiểu, chúng ta thực hành mới hiểu được lời dạy của Đức Phật. Bằng không chúng ta chỉ hiểu theo lý thuyết, đọc theo lý thuyết rồi chúng ta bỏ quên, đáng quên, thì không đạt được cái pháp cao quý mà Đức Phật để lại. Vẫn còn rõ ràng. Khoa học ngày hôm nay nó tiến bộ chỉ một phần thôi, một phần để chứng minh sự thật của một vị giác ngộ đã nói trước cách đây hơn 2000 năm. Như thế nào Ngài nói là cái thiên nhiên thôi, thiên nhiên ở trên thế gian này đấy, nếu mà người ta làm tốt, người ta sẽ sanh về cõi trời, cõi trời dục giới cũng như quý vị vậy đó. Chỉ đi vậy thôi mà một cái niềm tin là quý vị đi sanh về cõi trời dục giới. Mà nếu mà cao hơn đó nữa, Đức Phật nói thiền đi, ngồi theo dõi hơi thở đi, và khi theo dõi hơi thở đó, theo ngoại mạng chúng đi sanh về cõi trời cao. Theo dõi hơi thở không à, tôi có học cái gì bây giờ, chỉ nó làm sao nó điều khiển, nó bắt hơi thở được, làm sao nó giữ được gió được thôi. Quý vị tưởng tượng từ Thái Lan qua đây đã 2 tiếng mấy thôi, làm sao nó giữ cái gió cho mình 2 tiếng mấy mình tới đây. Mà Đức Phật đã giải thích cho chúng ta biết hơn 2000 năm. Như vậy thiền á, theo dõi hơi thở đất nước thì gió thôi. Như vậy khi mà đất nước là gió, trong gió đó có đất nước ở trong đó, kêu bằng tứ đại, kêu bằng tứ đại Atakalpa đó, kịp tổng hợp tứ đại đó. Khi mà kinh nghiệm cái đó đó, khi chết đi sanh về cõi trời. Cõi trời Phạm Thiên, không phải cõi trời dục chơi đó. Quý vị lại như vậy đó, sanh về cõi trời dục chơi, có niềm tin. Mà quý vị theo dõi hơi thở của mình, hoặc có cái gì trong con người nè, biết đất, tâm cứ giữ ở trong đất, đất là cái cứng gì, biết cứng vậy thôi. Hoặc biết mềm, hoặc biết chuyển động. Thì trong khi thân quả nhận tâm, nó kinh nghiệm cái đó, nó khiến cái mình quá sanh, đi sanh về cõi trời đó, có tâm định. Tâm định ở trong đề mục đất nước tự do. Vì trong tâm con của người nó có đất nước tự do, và cõi trời cũng có đất nước tự do nha. Như vậy cái cõi trời phải làm sao đi bằng cách đó được? Một, phải đi bằng phước. Hai, đi bằng thiền định. Thiền luôn phải khoa học bây giờ đó. Hay chỉ làm sao nó bắt được cái gió, nó tạo được cái gió. Mà gió 1 tiếng, 2 tiếng, 10 mấy tiếng, vì tưởng tượng từ bên Mỹ tới Đài Loan
giờ ở mười mấy tiếng trên máy bay á, mà tự nhiên xuống Đài Loan, Hoa hậu nó làm á, mà Đức Phật đã giải thích hơn 2000 năm, không có gì lạ hết á. Thì quý vị ngồi thiền vậy, nếu quý vị theo dõi tâm định ở trong hơi gió thân quậy bằng quý vị sẽ được ở trong pháp giới phạm thiên. Rồi Đức Phật giải thích, khi mà biết đó là gió thì gió không phải là của mình, gió là vô thường vô ngã. Khi kinh nghiệm một giây phút đó, quý vị thấy niết bàn. Ồ, cái này là vô thường vô ngã, tâm buông bỏ niết bàn. Quý vị thấy không, cái khoa học nó chứng minh. Máy bay nào nó lên, trước khi máy bay bay nó chỉ con đường đi nè, cái chỗ đó là hơi thở nè, mang ở trong ngực. Khi máy bay nó rớt xuống nè, luôn luôn nó không bảo đảm, nó cố gắng hết sức nhưng không biết nó xảy ra trong lúc nào. Mình đi đây mình tin tưởng nghiệp báo thôi, nếu mà nghiệp mình tới mình chết thôi. Và nếu mình kêu mình tới, làm sao mình không lo không sợ, nhắm mắt yên thì trong đất nằm mắt yên chấp nhận thầy tự nhiên quý vị thân bại mang chung quý vị đi xem như khỏi trời nếu quý vị cái chuyển động máy bay chuyển là quý vị chỉ cảm nhận cái nhẹ nhàng chuyển qua chuyển lại chuyển qua chuyển lại thôi, mà tâm không động thì chết một cái tự nhiên cái nhẹ nó đưa quý vị tới cõi trời liền. Vì thế máy bay nó đưa quý vị tới đó, chuyển đưa tới. Vì thế cũng như xe đó, nó chuyển trên trái đất nó cứ gió thôi, nó chuyển một hai tiếng tới đây rồi đó. Còn quý vị mà đắc thiền, hoặc đắc thiền quý vị hiểu cái này là vô thường vô ngã, quý vị buông bỏ nó niết bàn thì ba cái niết bàn vui luôn luôn. Bởi vì vậy chúng ta khổ luôn luôn, nếu mà ở trong luân hồi này già đau chết, dục giới sắc giới vô sắc giới cơ như vậy luân hồi mãi 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 thiên nhiên, ngày ngày sanh ở thiên nhiên, rồi giác ngộ nơi thiên nhiên, ngày nhập niết bàn nơi thiên nhiên, để chúng ta thấy đó thiên nhiên. Bây giờ buông bỏ thiên nhiên đi khỏi thiên nhiên là an vui thiên nhiên, và an vui mãi mãi. Cái này khổ mãi mãi, an vui mãi mãi. Bây giờ chúng ta lựa chọn bây giờ đi như vậy là gọi là tạo phước nhân thiên thôi. Còn muốn niết bàn thiền thiền minh sát. Mô Phật chúc quý vị được sự an vui. Giờ chúng ta trở lại hồi sáng coi trở lại đi chiêm bái cuối cùng trước khi chúng ta ngày mai chúng ta lên đường số đi nhìn trở lại cho Đức Bồ Tát đản sanh. Bây giờ quý vị đây là nơi Thái tử rời cung thành. Bên ngoài mỗi cổng thành đều có một ngôi đền, mỗi đền đều có một tượng một lão già, một người bệnh, một người chết và một người sa môn. Đó chính là nơi Thái tử trên đường du ngoạn đã mục kích cảnh sinh lão bệnh tử và sa môn. Thấy thế, Thái tử bất hến hứng khởi của chuyến du ngoạn và quyết định quay về trong niềm suy tư đầy tình thương và đạo vị. Vua Tỳ Lưu Ly đã xâm chiếm và bắt tất cả dòng họ Thích Ca, tổng số 9,990 người, rồi ra lệnh chém giết hết tất cả họ. Đoàn quân của Du Lưu Ly đã tấn công vào Ca Tỳ La Vệ Thành, thay chết chất thành đống như rơm và máu chảy thành hồ. Người của tộc Thích Ca hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Giết! Giết! Việc lần trước là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin ngài coi như là nể mặt của tôi tha cho họ đi. Đứa cháu đúng rồi, đúng rồi. Nói thế nào cũng đã muộn rồi. Nói như vậy dù có thế nào ngài cũng không bỏ qua. Ta sẽ giết sạch hết các người. Vậy hay là như vậy, tôi sẽ nhảy xuống hồ trong khoảng thời gian tôi chưa có bị nổi lên. Xin tạm ngừng tấn công, để người ở trong thành chạy ra ngoài. Dạ xin ngài, dạ xin ngài có được hay không? Dạ xin ngài, dạ xin ngài. Nhiều nhất đi nữa cũng chỉ là vài phút mà thôi, ông ta sẽ lập tức bị nổi lên ngay. Được, ta hứa với người, cứ theo cách người làm đi. Cảm ơn ngài. À,
chạy mau, chạy mau đi, chạy mau đi, mau đi quá đi, đợi lên, chạy mau đi, chạy mau. Kỳ lạ, sao lâu quá vậy? Hãy xuống coi thử xem sao. Dạ. Ông ta đã chết dưới đáy hồ. Chỉ sợ thân thể không nổi lên trên, ông ta đã quấn tóc của mình vào một cục đá, chứ vậy chứ không bị nổi lên nữa. Hả? Ông ta muốn dùng sinh mạng để đổi lại cơ hội thoát thân như nhiều người khác. Ông ta thật là một người già. Một người già thật là có dũng khí. Bị gạt rồi. Giết! Một người cũng không chừa. Lên! Tất cả nhà cửa ở Ca Tỳ La Vệ Thành đều đã bị lửa đốt sạch hết. Mọi người, bất kể nam nữ già trẻ, đều đã bị giết sạch. Năm xưa đã sinh ra Thế Tôn, một bộ tộc Thích Ca đã được xưng là huyết thống cao quý nhất ở Ấn Độ, từ đó đã bị diệt vong. Tộc Thích Ca chỉ vì quá câu nệ huyết thống đã đắc tội với Vua Lưu Ly, đã gánh lấy thảm họa diệt quốc. Quốc vương cũng vì huyết thống mà mang hận, phạm cái tội tày trời. Trước mặt của Phật Hoàng, mọi người đúng ra không nên phân biệt cao thấp. Chỉ là mọi người cứ cố chấp về huyết thống, cố chấp lấy thân phận, tiếp tục những tranh chấp tàn nhẫn như vậy tới khi nào? A Nan à, ta muốn đi du hành. Hả? Việc này quá miễn cưỡng. Đó là bởi vì thế nhân là như vậy, ta lại càng nên truyền bá cái đạo cứu người phải tận hết cái hơi thở cuối cùng. Ta nhất định phải tiếp tục thuyết pháp. Thế Tôn. Phẫn nộ tới mất cả lý trí, Yululi đã tận diệt chính thân tộc của mình, nhưng mà cuối cùng cũng không được thiện chung. Nghe nói Yululi và quân đội của ông ta đã bị Trần Đại Hồng Thủy cuốn đi mất. Một câu bộ La Quốc quốc thế hưng thịnh, sau đó cũng bước theo vết bụi của tộc Thích Ca, đã biến mất trong lịch sử. Đường đi hiện diện đây đó rào kẽm gai, trạm kiểm soát và đồn bót. Nhìn những người lính trang bị súng đạn mà nhớ cuộc chiến tàn khốc ở xứ mình. Mọi người ai cũng lo sợ nhưng không nói ra. Mãi đến khi về đến thành phố mới thấy nhẹ nhõm.